gặp chú đây. Anh Thục à, nếu mà tôi không nhầm thì chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan năm qua là trận thắng 3-0 ở lượt trận ấy năm 98. Quốc tài gờ 98. Vâng, đó là trận bán kết vào ngày 1 tháng 9 thì phải. Tôi vẫn nhớ là như vậy. Một ngày khó có thể quên đối với những người yêu Việt Nam. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà chúng tôi không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Tôi là người đã tường thuật trận đấu cách đây 21 năm. Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở sân đấy và